ở tu chúng ta à, chỉ có 40 phút thôi, nên khi à, mình lễ Phật mình cũng à, thành tâm thành ý và nhiếp tâm tương đối được. Thí à, dụ như à, miệng mình niệm câu Phật hiệu, mình hướng cái tâm theo Phật, thì một thời lễ Phật mình nó đặc biệt lắm rất đặc biệt nó không có hờ hợp quý vị nó không có hờ hợp nếu không thì giống như mình lễ mình thấy mệt mỏi và làm biến sẽ cảm thấy hờ hợp lễ không chân thật tại vì có 40 phút thôi mình nghĩ thời gian nó qua rất mau thấy rõ ràng lễ rất là mau quý vị. 40 phút nên từ nơi đó mà cái thời tu này thích lắm Quý vị nhớ là Cái tâm mình duyên với câu Phật hiệu Nên mỗi thờ tu chúng ta Vào chúng ta tu được Mà một ngày Bốn năm thờ này mình tu được Có những người người ta tu Rất nhiều chục năm đó Nhưng mà kêu người ta lên chánh điện Để mà tu người ta tu không nổi đó quý vị Đây là những đức thấy Tu không nổi á Lạ như vậy Tại vì mỗi ngày cái duyên của người ta nó duyên với cái thứ khác. Duyên với thứ khác chứ không phải duyên với câu Phật hiệu. Còn mình mỗi ngày là mình duyên với câu Phật hiệu. Thí dụ như những đức bây giờ có thời gian hồi lúc trước những đức làm việc rất nhiều ít lên trên điện tu. Nhưng cái tâm những đức nó duyên với câu Phật hiệu. Nên khi những đức mà có thời gian này những đức lên tu 4 năm thờ được. Tại vì sao gì? Cái tâm mình duyên với câu Phật hiệu Còn nếu như cái tâm mình duyên với cái cuộc sống Duyên với trần cảnh Duyên với việc thiện này kia Là khi mình vô mình tu tu nói không, không được quấn tập Không được quấn tập Nên trong kinh Đức Phật nói rằng Không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phú báo nhân duyên Mà tinh pháp môn tịnh độ Thiện căn phú báo nhân duyên một chút xíu Gọi là cái tâm duyên với cái ngoài câu Phật hiệu chỉ có cái tâm duyên với câu Phật hiệu thì mới là thiện căn phước báo nhân duyên để tin tịnh độ và được giải thoát nên đó, cái việc mà mình làm bên ngoài câu Phật hiệu là thiện căn nó không thể nào sâu dày bằng câu Phật hiệu nên đó, cái đun mà chúng ta cùng niệm Phật này những đứa càng tu chung thì đứa có thấy này như Đức nói rằng là những người cư sĩ hay là người xuất gia gì mà có phương pháp tu, có cách tu nghe. Lập nó lên. Ví dụ như ban đầu ít người tu với mình. Nhưng mà từ 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 cái duyên của mình nó dày thêm có nhiều người tu với mình. Và quý vị để ý đi. Cái cách tu mà tại gia đình này rất hay. Ví dụ như lúc trước đi. Nhưng Đức tổ chức những cái chương trình pháp hội rất là đông người. Có những người đi đến nơi đó Thiệt là đông Đi đến nơi đó khi nghe mình nói chuyện Thì có khi mỗi người phải tranh nhau Chỗ ngồi Thì cái việc đó nó làm cho Duyên của mình nó bị giảm đi Dù là tu đó nhưng mà phước duyên giảm Vì cái tâm tranh đấu của nó phát triển mạnh lên Còn bây giờ tại nhà mình thì không có dành với ai nhà mình dành gì nữa giờ nên quý vị tu một thờ quý vị sẽ được một thờ thêm cái nữa là gì mình tu được mà mình có thể gần gia đình được ở nhà mình và lo cho gia đình mình lo cho chồng cho con cho vợ cho con gây dựng cái gia đình mình nên cái thời cuộc này mà tu tại gia đình này quá hay nên như đức nói rằng là mỗi một người nếu có tâm hướng người ta tu thì mình có phương pháp tu nào đó mình lập lên một cái room ban đầu ít thôi nhưng mà từ 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 mình chỉ người ta cái duyên những người người ta duyên với mình thì người ta vào cái room đó người ta tục nó là đạo tràng dịch không chung có nghĩa là nên phát triển rộng ra ví dụ như những người cư sĩ cũng được mà có sức ảnh hưởng khi người niệm phật lập một cái room ban đầu cái room ít người thôi chừng ví dụ như vài trăm người thôi những người nào mà mình mình hướng dẫn người ta niệm phật mình rủ người ta vào cái nhà mình cùng niệm phật chung với mình vậy thôi đó là duyên vậy từ 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 lâu ngày rồi tự nhiên mình có một đạo tràng thì không chung cùng tu với người ta cũng như bây giờ nếu những đức mà không có quý vị những đức cũng khó tinh tấn mình những đức tu có chừng những đức có khi cũng bỏ cuộc nhưng mà nhờ có quý vị rồi quý vị cũng nhờ có những đức chúng ta lại kéo nhau để mà cùng tu vậy mà cái thời tu giờ này thôi mà ta, tầm cũng là khoảng hơn 700 người hai cái đạo tràng mình bên 500 mấy bên kia là 200 hai bên cộng lại hơn 700 người thấy không giờ này mà hơn 700 người niệm Phật không đơn giản đâu quý vị mà cái lượng người này là bao nhiêu cái nơi bao nhiêu cái cái tỉnh thành có những người bên nước ngoài đồ nó dụ như Diệu Minh đồ bánh tre đồ nước ngoài đồ này vô tu chung luôn thấy chưa đó, nó nhiều người các nước đồ người ta vô người ta tu chung đó không mà tu tại nhà luôn khỏi đi đâu xa nó tu xong rồi nấu cơm cho chồng ăn lo cho gia đình lau nhà dọn nhà không những đức nói đúng là cái thời cuộc này cái cách tu này rất hay đó. mình ngồi mình suy nghĩ lại hồi đó ngày chủ nhật cộng tu hoặc là những ngày lễ đúng không nhiều người mà đi đến chùa mà tu nhất là những fan hâm dọ của những đức là, là nói nói cho đi thì đi giữ dằn vậy chứ cũng không có được bao nhiêu em về tại vì sao phải là phải phải phát tâm mạnh lắm mới ngồi được những vị trí trên để nghe chia sẻ phật pháp nên phải có những người thương người ghét người này kia nhưng bây giờ tại gia đình mình không có đụng chạm với ai tu nhiều được nhiều có nhiều chắc chắn luôn không có bao giờ bị mắc bao nhiêu tuy là thờ tu ít nhưng mà chắc chắn Đấy rồi thứ bảy chủ nhật bây giờ mà những người mà ở nhà cũng tu được còn ai đi đến chùa được đi đến chùa còn mình 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 phải ngồi mình tính suy nghĩ cho thật kỹ để những cái mình đã qua và những việc hiện tại bây giờ mình đang được mình phải phân tích thiệt kỹ rồi lúc đó quý vị mới chọn một phương hướng chuẩn xác luôn đó. quý vị biết rằng hiện tại bây giờ những đức dẫn là có những người rủ như đức mở đậu tràng cư sĩ rồi rủ như đức đi đến nhiều đậu tràng xin thưa quý vị thật sự mà nói trong lòng như đức đã trải qua 15 năm những đức cảm nhận được. Thời điểm này là thì thời điểm phản khắc mà những đức cảm thấy vui mừng nhất. Có nghĩa là càng lâu về sau mà bây giờ bản thân những đức lại lại tu nhiều. Còn có những người ban đầu người ta tu rất nhiều nhưng về sau người ta bỏ tu luôn. Còn những đức thì cứ lai rai mà cuối cùng những đức lại phát tâm mạnh lên. Và bây giờ những đức tu với vị luôn, những đức thấy cái này là hạnh phúc nhất này Mà giữa những đức với những bạn sen hữu duyên dù là khắp nơi nơi Chúng ta không gặp nhau nhiều Nhưng mà chúng ta lại được tu chung. Chúng ta lại cùng tu chung Và chúng ta lại có một phương hướng đi về thế giới cực lạc Vậy thôi Cái này là quá hạnh phúc Nghĩa là ngày nào mình cũng gây dựng cái tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Nhớ là những đức nhắc nhở chung nhau nè Mình là những bạn đồng tu huynh đệ tỷ muội Nhớ kỹ Trong cuộc đời của người mình bây giờ Tuổi mình chưa già nhưng mà quý vị phải nhớ rằng Cái khỏi vô thường này Chúng ta sẽ chết nhiều cách Chứ không phải chỉ có tuổi già mới chết Ý muốn nói là gì Là hiện tại bây giờ chúng ta đều Phải gây dựng tính nguyện niệm Phật Cầu sanh cực lạc Chứ không phải nói là mình lay rai Để mai mất tới tuổi già Và mình nó phát tâm mạnh Ai biết được Vì cái cuộc đời này nó vô thường đến với mình rất bất tử Khi cơn vô thường đến với mình bất tử rồi Lúc đó chúng ta trở tay không kịp nên làm bất cứ cái công việc gì Những Đức nói rằng Quý vị có thể vào cái room này Dù có những người máy đồ hay làm việc gì Ngồi một chỗ nhưng giảng là bật cái room lên Dù mình ngồi đó nhưng mình Cái tâm mình dẫn hướng đến công phu Niệm Phật tu thờ Cứ nghĩ gì đi Cứ nghĩ gì đi Tùy hỷ công đức Cái tâm mình Cái tâm mình thích niệm Phật Chứ nếu không thích niệm Phật là Bật lên để cho người ta nhìn mình làm gì Nên từ nó làm việc gì Nhưng mà mình cũng nghe được có vật hiệu Được một câu lợi ích một câu Được một câu lợi ích một câu Thật sự mà nói những đức hướng dẫn tu là Cái tâm những đức là mong người ta được lợi ích một chút Cũng mong người ta được lợi ích Nên có những người người ta bận áo tràng lên tu cũng được Có những người người ta đang không thuận tiện Người ta bận đồ đờ người ta tu cũng được Có những người người ta có thể bận đồ Theo công sở người ta người ta niệm Phật cũng được Không có sao Tại vì sao vì cái cuộc sống chúng ta mua biến dạng hóa Mình đừng có chấp cứng một điểm nào Làm cho người ta bị trở ngại Không được lợi ích nhiều nên đó, đạo tràng mình gọi là đạo tràng mua biến dạng hóa, tùy thuận căn tính nhiều chúng sanh để cùng tu cùng niệm phật. Chỉ căn mình thích niệm phật, những đức nói nha quý vị. thí dụ như gia đình mình, chồng mình hay vợ đi làm đi, ở nhà mình có mình mình đi. quý vị mà vào tu quý vị ở nhà không có sợ ma. Nếu không nhà nó lạnh lẽo nó sợ ma. Có những căn nhà to lớn mình ở trong nhà mình mình sợ lắm đó quý vị có khi đi xuống đất ngồi không dám ở trên lầu à, như vậy đó mà cái gia đình bị mà niệm phật lễ phật đi vì sẽ thấy trong nhà bị rất ấm áp luôn không sợ gì hết chứ là như vậy đó nên những đức nói rằng là cái cách tu rum này là một cái phương pháp tu mà cực kỳ phù hợp trong cái thời đại 4.0 có nghĩa là cực kỳ phù hợp trong thời đại 4.0 này luôn vì thấy con người bây giờ đi ra ngoài là xe cộ ồn náo kẹt xe đúng không nó mà ngày thứ Bảy, Chủ nhật đi tu không là cực kỳ khó khăn kẹt xe. Nhưng mà bây giờ có thể ngồi tại nhà mà niệm Phật được thì không kẹt xe. Mà niệm Phật xong thì ăn cơm với gia đình. Còn những người nào mà thưởng tiện đi thì mình cứ đi. Còn những người nào mà đi không được thì mình vào rung mình tu Nói rõ ra làm sao quý vị cảm thấy thoải mái nhất. Cảm thấy tiện lợi nhất. Đó. Bây giờ chùa thì cũng có nơi để niệm Phật. Đó. Chùa Pháp rồi cũng niệm Phật bình thường, tu tập bình thường. Nó rồi bây giờ những đức lại có một cái rum này cho vị tu nữa thì quý vị không đi đến chùa được thì vô rum tu còn muốn đi đến chùa thì đi đến chùa đó. khi lại quan âm thì thích lại ở nhà thì lại ở nhà thích đi đến chùa lại cùng với đại chúng thì lại cùng với đại chúng thấy thoải mái chưa miễn làm sao quý vị cảm thấy thoải mái nhất và thuận tiện nhất mỗi lúc mỗi nơi bị đều có phương tiện để tu được nó không chết cứng một chỗ vì thí dụ như cái người thích niệm nam mô với đạo phật thì người ta cái niệm nam mô với đạo phật tu người thích niệm ai với đạo phật thì mình cái niệm ai với đạo phật thôi miễn niệm Phật để nhắc nhở mình là tốt rồi. Đó. Nghĩa là cái cái thời cuộc mà cơm áo gạo tiền mà bây giờ chúng ta vẫn còn những người mà giờ này 7-800 người vô tu chung là không đơn giản đó quý vị ơi. Nhưng nó cũng không ngờ là cái room mình mà đông như vậy luôn á. Buổi sáng là khoảng 1.500 người tu. Còn 1.500 người này là hơn 2.000 người. Không đơn giản. Hơn 2.000 người tu đó. Mà tuyệt vời nhất là cái gì quý vị? Bởi vì Đừng có mong mà ai mà rủ những đức mở đậu tràng Thật sự Bây giờ những đức cảm thấy nó khỏe gì đâu Dù là hơn 2.000 người tu mà xong rồi Nhà vì bị tự ở Cơm vị bị tự ăn Mỗi người tự lo Gọn hơn luôn Giống như bây giờ lúc trước thì mình rủ về 2.000 người Thì mình phải lo 2.000 người này Cơm nước đủ chuyện Mà bây giờ thì thật sự tự mỗi người tự lo mà quý vị cũng khỏi cần phải đòi hỏi cái gì và cũng khỏi cần cúng dường gì, cũng không cần ngại cái chuyện mà mình có tiền cúng dường. Tại vì quý vị tu xong là công của quý vị, tu xong rồi tự nấu cơm ăn, muốn làm đồ hủ kho, đồ hủ chiên, đồ hủ xào, đồ hủ muối xả gì, đó là chuyện của quý vị thôi. Không có nói cái chuyện mà mặn lạc hay, hay ngọt, cái hay chua cay gì, chứ tự làm tự ăn rồi tự tu. Và những đứa cũng vậy luôn. Những đứa quý vị cũng khỏi cần phải cúng dường cắt bạc nào cũng các càng lo như đức mỹ căng tới giờ như đức tu chung quý vị những đức cũng là người tu quý vị cũng là tu chúng ta cùng tu để chúng ta cùng hướng về thế giới cực lạc vậy thôi không có dính dáng cái gì hết trơn à, chỉ quý mến nhau là niệm câu ai vậy là phật vậy là được rồi còn có gặp nhau gặp nhau thôi tùy gì đức nói công nhận là hay trong cái thời cuộc mà 4.0 này cực kỳ hay luôn vì thấy không nhà đức phân tách rồi quý vị ngồi vì suy nghĩ thế kỹ đi mà quý vị mà khi mà ở nhà mà tu gì rồi đó ông chồng ông cũng ít la vị hơn lúc trước mà đi hoài nó nói chúng ta cũng bực bội á mà bây giờ không đi giờ ở nhà không là ông thích tu sống rồi là <laughs> bước vô một cái là mặt tươi rối ông nói ô tôi vừa xong á bà à, em vừa tu xong anh ừ, ừ. thấy chưa nó đâu đi đâu quý vị đâu có sách gói đi đâu đâu không khỏi đi sớm gì muộn gì chân ở nhà thứ bảy chủ nhật gì cũng có ở nhà nhưng phải cho đứa thờ tu nghe tôi tu tôi tu xong đó, tính gì tính gia đừng đấy để... nó em muốn nấu ăn gì nấu muốn làm gì đó là làm để tôi tu xong thờ đi nghe không thấy chưa nó thấy ở nhà lo việc gia đình này kia đặc biệt luôn nên từ nơi đó mà nhìn thấy cực kỳ hay cái cách tu tại gia đình này ngày 4 năm thờ cứ cố gắng sắp xếp đúng giờ vô tục cố gắng đúng giờ vô tục giết nó thành quen à đừng bao giờ cho mình cái thời gian gọi là hồi hôm nay mệt quá nghỉ một chút nghỉ một bữa đi nó làm cho mình quen đó mình cứ cố gắng gầy dựng đi bây giờ mình còn trẻ mà mình không gầy dựng rồi mai mốt đây rồi khi mình già mình hối hận lắm á nó thật sự luôn á bây giờ mình còn khỏe mình nỗ lực lên quý vị chúng ta cùng nỗ lực lên đi những đứa cũng cố gắng quý vị cũng cố gắng lên chị mình cùng tu tập để mình về thế giới cực lạc nha. Chúc quý vị an lạc. ai Di Đà Phật. A Di đào Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc vị ơi. A Di đào Phật. A Di Đà Phật.